Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình vui vẻ. Như quý vị đã biết, trong chương trình của chúng ta, các gia đình tham gia sẽ có rất nhiều những hoạt động, những chuyến đi rất là thú vị đến với những khu du lịch, khu sinh thái, trải nghiệm làng nghề truyền thống và tìm hiểu những nét đẹp trong văn hóa đời sống hàng ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những câu chuyện liên quan tới quả cau và lá trầu. Thì lúc này Mạnh Tùng đang ở trên đường Lê Quang Sung. Thì hơn nửa thế kỷ rồi, đường Lê Quang Sung gắn liền với một sản phẩm đặc biệt, đó là trầu cau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự tham gia của gia đình chị Linh và chị Thanh. Và đặc biệt chúng ta có hai cậu bé với cái tên rất đáng yêu, đó là bé Công Danh và bé Tuấn Tú. Dạ. Nhắc tới quả cau lá trầu, con nghe quen không? Con có. Con thấy ở đâu rồi? Con thấy ở chợ. Ở chợ, rồi ở đâu nữa? Xem phim có thấy các cụ nhai trầu vâng, không? Có. Thế là giỏi đấy. Thực ra trầu cau bây giờ không phải là nhiều người sử dụng, mà phần lớn là sẽ dùng trong những cái nghi lễ tập tục. Mà nghe nói trầu còn có tác dụng là chắc răng đúng không ạ? Đúng thế ạ. Tại vì khi nhai trầu ấy thì ở trong vôi có chất làm cho mình khử được cả những cái mùi hôi miệng. Rồi nhai trầu thì răng của các cụ rất là chắc chắn, không như thanh niên bây giờ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có những trải nghiệm liên quan tới quả cau và lá trầu. Với hai mẹ chắc là quá quen rồi, nhưng hai bé đây sẽ là những trải nghiệm rất mới mẻ. Thì chắc là mình đi chợ cái nhỉ, cho đúng phong cách đúng không? Vâng. Rồi mình đi chợ, mình mua đồ, sau đó mình về mình làm gì thì mình làm. Thì bây giờ chắc mình chia đội đi. Ưu tiên, con muốn về đội ai? Con muốn về đội mẹ con. Rồi, chia đội luôn. Người nào về đội đó. Đây, thì bây giờ chương trình sẽ gửi hai gia đình. Đây là yếu tố cần và đủ để chúng ta đi chợ. Nhớ nhá, cần là chắc chắn rồi, nhưng mà đủ tức là mình phải căn cơ làm sao tiêu trong số tiền này thôi, chứ đừng tiêu lố. Rồi, hai đội sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Để xem với cùng số tiền như nhau thì hai đội sẽ có mức chênh lệch về số lượng trầu cau như thế nào. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Nào, chúng ta đi. Bán trầu cau này con này. Đấy, cau trầu này ngày xưa là các cụ nhà mình rất là hay ăn, nên bây giờ con phải xem là têm trầu như thế nào để con học cái cách têm trầu của các cụ ngày xưa. Bây giờ mẹ con mình vào đây để mua trầu cau nhé. Đây, con vào con hỏi bà nhé, con mua trầu cau. Con chào bà. Ơi, con chào bà. Mẹ con muốn đến đây hỏi bà để mua một ít trầu cau. Bà bán ở đường này lâu chưa hả bà? Bà bán ngày 4/8. Bà ơi, cho con hỏi là trầu cau này chọn loại như nào thì đẹp hả bà? Người Bắc thì thường thường là ăn cào xanh. Cào xanh thì người Bắc. Còn người Nam là ăn cái lá trầu vàng. Vàng nó như vậy. Còn người Bắc người ta ăn là chỉ trái cao nó như vậy. Trái cao ta ăn cái màu nhiều. Vâng. Và cái màu này nhiều nè. Vâng. Thấy không? Vâng. Cái màu này nhiều, còn người Nam thì ăn cái màu này nó ít lợi. Vâng. Thấy không? Vâng. Lựa là trái cao á, về ăn thì nó là chỉ tròn trịa vậy thôi. Vâng. Đó thì nó ngon. Vâng. Ở trong gì trắng gì là nó ngon. Vâng. Bà ơi, thế đây là cau này là cau để cưới hỏi đúng không bà? Vâng, cau này nó gì là cau cưới không? Vâng, cau cưới hỏi. Đặt cau để là làm cau cưới, thông giao cau cưới không? Vâng. Đây con muốn là bà bán cho con một chút trầu cau để con về con làm thử. Cho con khoảng 100.000 cau. Cau vâng, với trầu. Không, cau với trầu với tất cả những cái gì mà liên quan để mình têm được được trầu, thêm bánh phượng đấy bạn. Bà cứ chọn loại nào ngon cho con này được. Nó ngon người bắt phải ăn cái này. Tí con về con làm thử nhá. Vâng. Con có làm được không? Con nghĩ con sẽ làm được. À bà ơi, thế này thì còn có phải vôi nữa không hả bà? Nè, cột vô nè, để vô vâng. Luôn. Vâng. Vâng. Rồi. Vâng. Đầu cao đi vô. Vâng. Đấy đầy đủ. Vâng. Thế con gửi bà nhé. Yeah. Vâng. Gửi 100 nè, mua 100 nè. Vâng. Mua 100, lấy 100. Vâng. Thế về bà cho con thêm đi ạ. Bà ơi, con cảm ơn bà nhé. Con chào bà. Mua cau lựa những quả nào thì ngon ạ? À? À, mà nó nhỏ là nó ngon à. Dạ thế ạ. Con xem ạ. Đây nó nhỏ như thế này nó ngon. Dạ vâng ạ. Têm như thế này thì mua những cái gì thì là được được thành một miếng cau để ăn hả bà? Cau dôi. Dạ. Với cau. Dạ. Ba thứ là để ăn đó. Tại vì
cái trầu này nó có vị như thế nào ạ? Nó cay và nó hồng, ăn vô nó xịn. Này con chọn đi, coi cái nào mà có cái lá nhọn nhọn như này này, con chọn đi, mà lá xinh xinh như này thôi. Cái lá nào đẹp đẹp dạ. Đây con chọn đi này, con lựa những cái lá nhọn nhọn như này này. Đấy, chọn cho mẹ. Cái lá này hơi to. Câu những quả như thế nào thêm thì để cho nó đẹp. Nó nhỏ vậy là tim nó vừa miếng. Thế cô cắt cho con những cái quả nó xinh xinh như này để con về con thêm cho đẹp ạ. Cắt chậm này đi. Vâng. Vâng. Thôi nhiều quá cô, cho con một cái góc chùm một cái. Đấy đây đấy đấy bên trên này. Vâng ạ. Cô đếm xem bao quả, bao tiền con gửi. Vâng, là con gửi cô. Con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Ở nhà thì con cũng ít đi chợ, nhưng hôm nay nói chung cũng là một bỡ ngỡ đối với con ấy. Nhưng cái hoạt động này rất là hữu ích cho các bé. Bởi vì các bé tìm hiểu được các cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình về miếng trầu từ cổ xa xưa. Mọi lần thì cháu không kiên trì đâu. Trong các mọi công việc thì là cháu rất là nóng ruột. Nhưng mà hôm nay thấy mẹ làm là cháu cũng rất hào hứng và cháu thích thú. Mình cũng hay thỉnh thoảng cho con đi trải nghiệm tất cả các cuộc trải nghiệm để nói về phong tục tập quán hay là các di tích lịch sử, các vị anh hùng dân tộc. Thỉnh thoảng hè hoặc là những cái dịp rỗi thì mình cũng hay cho con đi trải nghiệm. Đây là số trầu cau mà hôm nay hai đội đã mua được. Thì không biết là mình có xài hết ngân sách không ạ? Có dư đồng nào không ạ? Không ạ, mua hết ạ. Mua hết luôn? Bên kia sao ạ? Em còn ạ. À này, còn ạ? À? Còn bao nhiêu ạ? Một nửa? Còn hơn một nửa. Hơn một nửa? Bảo sao? Chứ Mạnh Tùng nghĩ nếu mà cùng ngân sách như nhau mà mua như vậy thì có vẻ nó hơi bị kỳ kỳ ha. Lúc đầu Mạnh Tùng cảm thấy khá là lạ khi mà số lượng hai bên chênh nhau quá nhiều. Đúng rồi, một bên là xài hết tiền, bên kia xài có gần một nửa đúng không ạ? Mà sao chị lại mua hết luôn ạ? Nhưng mà có vẻ hơi thiếu thiếu ha. Có thiếu gì không ạ? Không ạ, đầy đủ. Đây mà vôi ạ. Có cả vôi? Có cả vôi. Rồi. Có trầu tem, trầu... Có cả vôi ạ. Hay quá. Bên kia có vôi không ạ? Có ạ. Có vôi luôn. Hay quá. Vậy là hai đội nhìn chung là đã sắm đủ. Thì bây giờ mình sẽ bỏ qua vấn đề về số lượng. Chúng ta bàn về các tiêu chí để xem đội nào giành được phần thắng trong thử thách đi chợ này. Bên phía đội chị Thành thì mua được rất đẹp. Nhiều, đẹp. Đấy, sảng khoái. Đủ đầy tất cả những cái nguyên liệu cần thiết để chúng ta dành cho thử thách thứ hai. Bên này là mua nguyên buồng, còn sao bên chị mua có vài quả thôi ạ? Tại vì nhà mình có việc nhỏ. Nói chung là chúng ta mua vừa đủ thôi là tốt rồi. Mặc dù buồng cau không đẹp bằng của đội bạn, nhưng mà được cái đội của chị Linh lại có thêm món cau khô. Cái món cau khô này mình sẽ dùng thế nào hả chị? Cái này dùng được vào rất là nhiều việc. Thứ nhất là khi mà không có cau tươi ấy, thì các cụ sẽ ăn lấy cái này ăn thay. Với cả mỗi người một sở thích ấy. Có người thích ăn cau tươi và có người thích ăn cau khô. Cho nên mình cứ mua phòng trừ là ai thích ăn gì thì ăn. Như vậy là xét trên các tiêu chí thì thấy là hai đội hòa nhau trong thử thách đầu tiên được không ạ? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thử thách thứ hai để xem đội nào sẽ giành được chiến thắng. Cảm ơn. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình cùng với gia đình của chị Linh và chị Thành để tìm hiểu về cách têm trầu làm sao cho đẹp, cho ngon mắt. Thì hôm qua chúng ta đã đi chợ rồi. Phần thắng chia đều cho hai bên, bởi vì hai đội đều có những nét rất riêng. Đối bên này thì mua được nhiều món hơn. Bên này thì buồng cau đẹp hơn, lá trầu cũng có vẻ mướt hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách rất khó. Hai bé sẽ được hai mẹ hướng dẫn cách têm trầu, bởi vì biết đâu về quê mình sẽ có thể têm được một cái cặp trầu cau thật đẹp để đưa các bà các cô dùng, đúng không? Ví dụ đây, chúng ta có những sản phẩm ví dụ đây. Trầu cau têm cánh phượng rất đẹp phải không nào? Đó. Nhưng mà khổ nỗi trong thử thách đầu tiên hai đội lại quên món này. Cái này gọi là cây vỏ, đúng rồi, để ăn cùng với cả trầu cau.
thì chương trình chuẩn bị sẵn luôn để cho hai đội có thể hoàn thiện một sản phẩm theo đúng truyền thống. Thì bây giờ cho em hỏi, hai chị đã têm chầu cau cánh phượng bao giờ chưa? Chưa. Chưa ạ? Rồi, thế thì đây là tiêu chuẩn nhá. Còn mình có thể không đẹp bằng cũng được, nhưng làm sao cho ra tấm ra món, cho hình có dáng. Bây giờ thì hai đội đã có đầy đủ dụng cụ chưa ạ? Rồi, cứ cố gắng hết sức mình. Hai con nhớ cố gắng hỗ trợ nhá. Mình sẽ tính cả về lượng lẫn về chất. Thành ra là ai nhanh mắt nhanh tay khéo léo thì sẽ giành được phần quà của chương trình. Rồi, 15 phút để têm chầu cau bắt đầu. Đây, có mẫu. Con áo này phải dính mà. Ừ. Dính cái này khó lắm con ạ. Mình ghép vào đây. Đúng rồi, xong mình cài vào. Cái này là chỉ gai vào thôi. Đấy, cắt ra như này. Xong gai vào quả cau. Làm y hệt như này đấy. Ừ. Mẹ dùng dao đi, để con dùng kéo. Sâu hôm nay. Cứ ấy cái kia đi, cau này con. Tiếp cắt đường cho nha. Con cắt được rồi mà. Cái lá này cắt chéo xuống. Tên phải bổ cái quả cau nó dày dài. Chọn quả nào, chọn quả cau nào nó dài. Cứ thế mẹ đưa đây con làm. Đưa thế mà. Con làm đấy là cho mẹ con để cái đĩa. Quả này là dài rồi. Thôi đừng bổ ra kia nữa nhé, nhiều rồi. Đừng bổ ra nữa nó nát rồi con. Tỉa hoa nhá. Này con nhìn tỉa hoa. Hả? À. Dê, xấu ấy. Con cắt từ từ thôi, cắt phải đẹp vào. Mẹ đưa đây con mượn dao. Kéo đất tay. Mẹ kẹp như cô đi, con có cái lá khô cho mẹ rồi đấy. Này con thả vào chậu nước. Nhẹ nhàng thôi, không lo hỏng. Ôi mẹ ơi, cái này lại dụng rồi. Hai đôi ơi, mình còn 5 phút nhá. Mà đúng ha, chăm hay không bằng tay quen. Lúc đầu thì có vẻ hơi lóng ngóng, nhưng bây giờ cả hai đôi đều làm rất là nhanh. Tính ra đôi của chị Linh mất khoảng phút để làm được một cái sản phẩm hoàn thiện. Bên này nhanh hơn, cỡ 45 giây. Đôi của mẹ Thành quyết định là lấy số lượng áp đảo chất lượng. Cố lên con. Còn 1 phút. Rồi 1 phút, chắc làm được thêm một miếng nữa. 10 9 8 7 6 6 cười. Đếm mà sao cười. 5 4. Tại sao lại cười 3? 2 1. Hết giờ. Chưa được tiếp xúc với cái chầu têm cánh phượng này bao giờ.
Thì hôm nay mình được trải nghiệm, mình cũng cảm thấy rất là vui. Và mình được biết thêm về cái cách têm trầu cánh phượng. Từ xưa đến giờ thì mình chưa bao giờ têm trầu cánh phượng. Nhưng mà hôm nay mình trải nghiệm thì mình cảm thấy là mình đã học hỏi được một cách têm trầu. Và cháu qua cái công việc này thì cháu cũng cảm thấy hào hứng, cháu rất là vui vẻ, cháu cũng học hỏi được. Và sau này tôi nghĩ là, mình nghĩ là sẽ trong các cái cuộc dỗ chạc hay là đám cưới ở trong gia đình hay tất cả mọi nơi, mình cũng sẽ góp phần để làm cái trầu cánh phượng, têm trầu cánh phượng này để cho mọi người biết đến phong tục tập quán của người Việt Nam mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm kết quả xem đội nào làm nhiều hơn. Mình cứ tính số lượng trước đã, còn chất lượng mình bàn sau. Bên này được bao nhiêu mộ nhỉ? Từ Hai cái. Ba. 4. 21. Rồi, bên này xem bao nhiêu nào. À, con đếm đi. Để nhẹ nhàng thôi. 2. 11. Rồi, 11 bộ trầu cau têm cánh phượng. Bây giờ khó phân xử lắm nha, bởi vì bên này thì số lượng nhiều hơn, nhưng bên này chất lượng là thấy đảm bảo hơn đấy. Rất đẹp, rất chỉnh chu, cắt đều. Đây, thưa quý vị, sản phẩm của đội chị Thành, sản phẩm của đội chị Linh. Đấy, quý vị có thể xem thấy là hai phong cách rất đặc biệt, nhưng thú thực ấy là đều có những nét rất riêng. Bên này thì có sự thanh thoát và đúng nguyên mẫu, bên này thì có sự sáng tạo và cũng rất là đẹp. Đó, cắt đều. Sau khi trải qua những tiêu chí chính và tiêu chí phụ thì quyết định thử thách này, chiến thắng thuộc về cả hai đội. Ăn trầu cái nha. Ăn trầu được không? Say không? Đây, mời chú ăn. Thôi, nói vậy chứ để chú ăn thử cho. Đây, mời chú ăn cái này. Chú ăn trước, chú không bị sao thì con ăn. Rồi. Giờ thôi. Đây là vôi ạ. Vôi. Vôi này là cách tân một chút rồi, chứ hồi xưa em nhớ là vôi trắng nhỉ. Này, tách vỏ ra đúng không ạ? Đây, bỏ cái này ra. Ngon chú. Thì chú say cho coi. Thơm. Có ngon không ạ? Ngon. Ăn thử đi. Sao con thấy ăn trầu cau thế nào? Dạ con thấy bây giờ ăn nó chát chát. Đúng rồi, chát. Ăn sao nữa? Thấy thơm thơm. Chính xác. Thực ra chú nói thật đấy, là hai bé ăn được là quá siêu. Bởi vì trầu cau không phải ai cũng ăn được đâu. Nhưng một khi đã ăn được lại rất thích. Bởi vì lúc đầu mình sẽ có cảm giác là vị chát. Và ngay sau vị chát đó là một cái mùi thơm rất là nồng nàn của trầu cau quyện vào nhau. Và đặc biệt, nhai một lúc mình sẽ thấy cái vị ngọt. Thì bây giờ chúng ta cũng đã hiểu vì sao mà các cụ đã thích ăn trầu tới như vậy. Rất cảm ơn các thành viên đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Nhiều câu chuyện thú vị liên quan tới trầu cau, và đặc biệt là hai bé đã có những trải nghiệm trực tiếp với quả cau và lá trầu, đặc biệt là được ăn trầu cau. Ngon không? À không, công nhận trẻ nhỏ mà ăn trầu cau thấy ngon là chúng thấy lạ đấy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chương trình tiếp theo. Xin chào.